Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ tư ngày 7 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam và các cái tin tức quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, liên tục chương trình liên quan tới vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và như quý vị đã biết, câu chuyện đã ngã ngũ là chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh và nằm bệnh viện làm cái điều có thật. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ bị cảm cúm, song do cẩn thận với tuổi cao sức yếu, đó là lý do Tổng Bí thư quyết định nhập viện quân y 108 để điều trị và mau chóng bình phục. Đó là lý do tại sao Tổng Bí thư vẫn xuất hiện trong cái phiên khai mạc của Quốc hội khóa 15. Và như quý vị đã biết, không có lửa làm sao có khói. Chuyện Tổng Bí thư nhập viện để điều trị làm cái chuyện có thật. Tuy nhiên, các cái phe cánh trong đảng đã biến sự kiện vừa kể thành những cái vũ khí để tấn công lẫn nhau. Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai liên quan tới việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam đối với ông Nguyễn Công Khế, tổng biên tập báo Thanh Niên, một cái nhân vật được cho là có cái mối quan hệ với thượng tầng chính trị Việt Nam rất kinh khủng. Thậm chí người ta sợ ông Nguyễn Công Khế không dám bày tỏ ý kiến. Đó là lý do vì sao khi Nguyễn Công Khế thất thế và bị bắt giam, dư luận xã hội đã phấn khởi hồ hởi không kém gì tìm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắc bệnh. Trong bài bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời với quý vị câu hỏi vì sao Nguyễn Công Khế bị bắt giam vào cái thời điểm này và nó có liên quan gì tới sự nghiệp chính trị của ông Trương Tấn Sang, tức Từ Sang đã kết thúc. Và chúng vị, ngoài ra còn có rất nhiều những cái tin tức liên quan tới tình hình kinh tế xã hội. Và chương trình thời sự tối hôm nay sẽ được kết thúc bằng bản tin liên quan tới chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi tới với quý vị bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên, đó là câu chuyện liên quan tới dự án điện mặt trời của một cái hãng sản xuất pin điện của Trung Quốc đang muốn kết nối với mạng lưới điện quốc gia. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết một cái hãng pin mặt trời của Trung Quốc, đó là hãng China Solar, mới đây họ đã thông báo về cái việc kết nối vào mạng lưới dự án điện mặt trời máy có công suất 12,6 MW tại nhà máy của hãng này đặt tại tỉnh Thái Nguyên. Và như quý vị đã biết, China Solar là cái hãng đầu tư và xây dựng dự án vừa kể. Theo đó, dự án sẽ cung cấp khoảng 11,29 kWh giờ điện cho mỗi năm, đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử dụng điện của nhà máy này và sản lượng tế bào cũng như mô đun pin năng lượng mặt trời của nhà máy China Solar. Dự kiến sẽ đẳng với công suất rất lớn, cải thiện khả năng cung ứng của công ty cho thị trường Đông Nam Á. China Solar, hay còn gọi là China, hiện nay là cái nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, Reuters đưa tin cho hay, China đang lên kế hoạch xây dựng một cái nhà máy thứ ba của họ tại Việt Nam với mục đích để tránh cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các cái mặt hàng do Trung Quốc sản xuất. Vẫn theo Reuters cho biết, nhà máy sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc này đầu tư 400 triệu tới 600 triệu đô la vào một nhà máy mới có diện tích lên tới 25 hectare tại cái khu công nghiệp. Được biết, nhà máy này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025 tới đây. Và thưa quý vị, trước việc siết chặt đối với sản phẩm pin mặt trời của Trung Quốc, đó là lý do giữa năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận khẳng định rằng tấm pin của công ty China Solar và bốn công ty sản xuất tấm pin mặt trời khác của Trung Quốc sử dụng một nhà máy ở Thái Lan cũng như các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á với mục đích lẩn tránh thuế trừng phạt lên tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc sản xuất mà nước Mỹ yêu cầu. Và thưa quý vị, ngày 19 tháng Giêng tới đây, đó là ngày Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
trong một bài bình luận của Đài Á Châu Tự Do cho biết. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công hoàn tất công cuộc chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tình hình an ninh Biển Đông chịu ảnh hưởng rất nhiều từ khi quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu hiện đang ở Hoa Kỳ nêu nhận định với RFA. Theo tôi, Biển Đông quan trọng cho thế giới và Việt Nam. Yeah. Biển Đông là nơi có khoảng 5.000 tỷ USD hàng hóa của thế giới đi qua mỗi năm. Biển Đông cũng có nguồn tài nguyên và dầu và khí đốt lớn lao. Riêng cho Việt Nam, với một bờ biển dài hơn 3.200 km, và với tiềm năng to lớn của nó, Biển Đông từng được xem như là cánh cửa đi vào tương lai của Việt Nam. Thì Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và tham vọng chính trị Biển Đông của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua đã thay đổi tất cả. Do vị thế chiến lược của nó, Trung Quốc đã biến Hoàng Sa thành một căn cứ quân sự hiện đại, trang bị với máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa siêu thanh, tàu sân bay, v.v. Lần đầu tiên trong lịch sử, từ Hoàng Sa, Trung Quốc có thể trực tiếp đe dọa an ninh quốc phòng của Việt Nam, từ Hà Giang cho đến Cà Mau. Trung Quốc cũng có thể kiểm soát mọi di chuyển hàng hải trên Biển Đông. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với RFA. Cái cuộc hải chiến Hoàng Sa cách đây 50 năm, nó mở ra một cái thời kỳ mới trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đó là cái gì? Là Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết tất cả vấn đề mà họ cho rằng nó thuộc chủ quyền của họ. Và mới đây, Uông Văn Bân phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng Giêng năm 2024 một lần nữa đã khẳng định Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền lợi trên biển. Và một lúc nào đó, khi thời cơ thuận lợi, khi mà tình hình thế giới có lợi cho Trung Quốc thì họ sẽ ra tay nuốt trọn Biển Đông như họ là tuyên bố. Họ không sợ bất cứ một cái thế lực nào ở trên Biển Đông vì họ là cường quốc số 2 trên thế giới. Cưỡng chiếm Hoàng Sa được coi là sự kiện khởi đầu để Trung Quốc bước vào giai đoạn dùng vũ lực để mở rộng lãnh thổ, lãnh hải. 14 năm sau khi mất Hoàng Sa, Việt Nam lại mất đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa vào tay Trung Quốc. Trong trận thảm sát vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc dùng trọng pháo và súng phòng không tiêu diệt 64 chiến sĩ công binh và hải quân Việt Nam trên đảo. Từ đó đến nay, Việt Nam chưa mất thêm phần biển đảo nào vào tay Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc lý giải. Năm 1988, chúng ta thấy rõ ràng Việt Nam đang còn mắc kẹt ở vấn đề Campuchia. Việt Nam đang bị thế giới bao vây cấm vận. Việt Nam đang còn phải giải quyết rất nhiều cái khó khăn về bài toán kinh tế. Và khi mà Liên Xô có những cái dấu hiệu cho thấy họ sắp sửa sụp đổ, họ sắp sửa tan rã, thì Trung Quốc nhân cơ hội đó để mà đánh chiếm cái một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam bởi cái sự kiện Gạc Ma. Khi mà mất một phần Trường Sa vào năm 1988, thì nhà nước Việt Nam đã có một cái thái độ rất là kiên quyết trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của mình. Kể từ sau năm 1988 là Việt Nam không mất thêm một thực thể nào trên Biển Đông. Và từ những cái thực thể chiếm đóng ban đầu từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà ngày nay Việt Nam đã chiếm đóng trên 20 thực thể và có 33 điểm đóng quân trên Biển Đông. Trung Quốc có gây khó khăn, đôi lúc đưa lên đỉnh điểm, nhưng Trung Quốc không chiếm thêm được bất cứ một thực thể nào. Thì tôi thấy đó là cái sự thành công của chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua. Mà phải nói rằng cái việc đó đấy, nó nhờ cái sự vận động của tất cả các nhà đấu tranh cho chủ quyền của Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước, đã đánh động được dư luận quốc tế, đã lên tiếng kêu gọi các siêu cường phải có thái độ trước nhà cầm quyền Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Và chính những cái điều kiện trong mối quan hệ quốc tế đó mà Trung Quốc chưa ra tay nuốt trọn cái Biển Đông như mà tham vọng của họ, thì tôi thấy rằng đây là một cái bài học cho Việt Nam trong tương lai để làm sao giữ vững được những cái phần đất còn lại không bị Trung Quốc nuốt trọn, không bị Trung Quốc ức hiếp và không có những cái giải pháp để mà làm lợi cho Trung Quốc trong cái quan hệ song phương cũng như là đa phương. Cuối năm 2022, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, ông Greg Poling xác nhận với RFA ban tiếng Anh rằng Trung Quốc đã không chiếm đóng một thực thể mới kể từ tháng 12 năm 1994 và không xây dựng bất cứ thứ gì mà họ chưa chiếm giữ. Theo các tài liệu lịch sử, đội Hoàng Sa, lực lượng chuyên trách thực thi chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa được thành lập từ thế kỷ 17, thời chúa Nguyễn Phúc Tần năm 1648-1687.
Đội Hoàng Sa hoạt động từ những thập kỷ đầu thế kỷ 17 cho đến những thập kỷ đầu thế kỷ 19. Trong những năm đầu thế kỷ 20, quần đảo Hoàng Sa do người Pháp quản lý. Trong đệ nhị thế chiến từ năm 1941 cho đến năm 1945, người Pháp phải rút quân khỏi Đông Dương, người Nhật quản lý quần đảo Hoàng Sa. Tại Hiệp ước Hòa bình San Francisco năm 1951, người Nhật tuyên bố từ bỏ chủ quyền với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố quản lý toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Năm 1958, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Trung Hoa tuyên bố quản lý toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Tuy Việt Nam đã mất Hoàng Sa 50 năm, chính phủ Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với các quy định của luật pháp và thực tiễn quốc tế. Việt Nam cũng xây dựng một số nhà trưng bày để lưu giữ, triển lãm những hình ảnh tư liệu liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa. Một trong số đó là nhà trưng bày Hoàng Sa được khánh thành vào ngày 28 tháng 3 năm 2018. Nơi đây có khu trưng bày tư liệu, hình ảnh quần đảo Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam từ trước thời nhà Nguyễn. Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1945 cho đến năm 1974 và bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa từ năm 1974 cho đến nay. Tại cuộc đối thoại với các nhà khoa học Việt Nam vào sáng 17 tháng 5 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại. Nhận định về việc chính phủ Việt Nam cần làm gì để thế hệ trẻ nung nấu ý chí đòi lại Hoàng Sa, nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu nói với RFA. Một mặt á, xây dựng nhà trưng bày tư liệu chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là việc làm đáng khích lệ. Một mặt khác, khẳng định chủ quyền, phản đối ngoại giao là điều kiện cần nhưng không đủ để bảo vệ chủ quyền. Không ai phủ nhận là có sự khó khăn trong giải quyết tranh chấp Hoàng Sa với Trung Quốc. Nhưng trong lịch sử hàng ngàn năm nay á, Việt Nam đã nhiều lần bị phong kiến Trung Quốc đe dọa hay xâm chiếm. Người dân và lãnh đạo đã phải đối diện với khó khăn gấp nhiều lần hơn so với vấn đề Hoàng Sa. Tuy nhiên, từ hai bậc Trưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Huệ cho đến thế hệ cha gần đây, không có vị tiền nhân nào để nỗ lực bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền lợi đất nước cho thế hệ tương lai giải quyết. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc thì cho rằng, xét trong thế và lực hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì Việt Nam không tài nào có thể lấy lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc. Ông nói tiếp. Cái thứ nhất, chúng ta thấy rằng cái cuộc hải chiến Hoàng Sa cách đây 50 năm là một cái cuộc chiến tranh chống xâm lược, dù bất cứ một cái chính thể nào, dù là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Việt Nam Cộng Hòa, thì cái cuộc hải chiến Hoàng Sa đó, 75 vị anh hùng đã dị quốc dông thân, đã đáng phải được tôn thờ, đáng phải được nhắc nhở hàng ngày, đáng phải được đưa vô sách giáo khoa và phải có tượng đài tưởng niệm, thì thế hệ trẻ mới nhìn thấy gương của tiền nhân mà sẵn sàng hy sinh xương máu của mình để bảo vệ cái đất mẹ Việt Nam. Và nếu chúng ta không làm được cái chuyện đó, chúng ta cứ coi 75 vị anh hùng đó là ngụy quân, ngụy quyền, thì rõ ràng không thể nào giáo dục được thế hệ trẻ hiện nay. Và họ sẽ làm ngơ khi mà cha ông họ đã làm ngơ một cái sự kiện, một cái biến cố cách đây 50 năm. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc nhiều lần gây hấn trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc cũng bị cho là đã tiến hành hàng loạt hành động phi pháp với mục đích nuốt trọn Biển Đông kể từ khi cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Một số nhà nghiên cứu và một số đại biểu quốc hội từng đề nghị chính phủ Việt Nam cần vận dụng công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cụ thể là nộp đơn kiện Trung Quốc theo phụ lục 7 Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Vậy, nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì tài liệu chủ quyền của Việt Nam có đứng vững về mặt công pháp quốc tế hay không? Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nhận định. Nói về mặt lịch sử, thì Việt Nam có đầy đủ các thư tịch, có đầy đủ các văn kiện của các nhà nước phong kiến trước đây, cũng như là thời kỳ quản lý lãnh thổ của quần đảo Hoàng Sa Trường Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ra tòa án công lý quốc tế, đấy, người ta sẽ xét trên những cái điều kiện thực tế về luật pháp, người ta không xét đến quan điểm. Và nếu như Việt Nam không có một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh về chủ quyền của mình dựa trên công pháp quốc tế, thì tôi e rằng nếu Trung Quốc có đồng ý ra tòa thì chưa chắc
Việt Nam sẽ thắng, mà đã kiện về chủ quyền, kiện về lãnh thổ mà không thắng thì chỉ có thua, thì chỉ có mất trắng. Nói gì thì nói, công hàm vận Phạm Văn Đồng vẫn là một cái khúc xương khó gặm nhất trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam. Trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải như thế nào của thời Việt Nam Cộng Hòa cũng phải được chính thức thừa nhận, thì như thế chúng ta mới có khả năng thắng tại tòa án công lý quốc tế. Do đó phải hoàn chỉnh một cái bộ hồ sơ pháp lý, và tôi nói thẳng, trình độ của các nhà lập pháp hiện nay, của các nhà luật học hiện nay không xây dựng nổi một cái bộ hồ sơ về chủ quyền đâu, phải nhờ đến các luật sư nổi tiếng có kinh nghiệm trên thế giới cố vấn, như là trường hợp của Philippines trong cái bộ hồ sơ khởi kiện Trung Quốc vào năm 2013. Nhà nghiên cứu Thái Văn Cầu nói với RFA. Tôi đã có nghiên cứu về hành xử chủ quyền của Việt Nam qua các thời đại từ xưa đến nay. Dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia và nghiên cứu cá nhân, tôi đánh giá cơ sở pháp lý và chứng cứ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam vững chắc hơn của Trung Quốc. Đấy là lý do Trung Quốc làm áp lực để Việt Nam không kiện Trung Quốc. Theo án lệ tòa án và chuyên gia luật pháp quốc tế, chỉ khẳng định chủ quyền hay phản đối ngoại giao không bảo vệ được chủ quyền, không đòi lại được Hoàng Sa. Dù Trung Quốc không đồng ý, khi khởi kiện Việt Nam chứng minh sự chân thành, nghiêm túc và thiện chí của mình trước hệ thống tòa án và trước dư luận quốc tế. Hơn 10 năm trước, tôi có làm việc với một số quan chức nhà nước để giúp họ củng cố chứng cứ chủ quyền Hoàng Sa. Vào đầu năm 2016, họ ngưng nỗ lực này sau khi có sự thay đổi lãnh đạo. Và rồi vào tháng 4 năm 2016, tôi làm việc với trí thức trong nước cho một thư ngỏ có tên là Thư gửi lãnh đạo Việt Nam về Biển Đông. Thư này do 54 người ký, trong đấy có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vịnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987, và có nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước khác. Thư gửi lãnh đạo Việt Nam về Biển Đông có đoạn: chúng tôi, những người ký tên dưới đây, mạnh mẽ và nghiêm túc, yêu cầu lãnh đạo nhà nước Việt Nam công khai kêu gọi Trung Quốc tiến hành đàm phán hòa bình với các nước có tranh chấp trên Biển Đông, hay đồng ý cùng Việt Nam đưa tranh chấp ở Hoàng Sa, Trường Sa ra hệ thống tòa án quốc tế để giải quyết. Nếu kêu gọi này không được Trung Quốc đáp ứng, Việt Nam sẽ tích cực sử dụng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả chính thức khởi kiện Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Và chúng tôi liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái phần tin tổng hợp. Đó là các cái tin tức liên quan tới chiến trường Việt Nam, mở đầu bằng một cái bản tin liên quan tới đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ, trong cái status với tiêu đề đấu tranh nội bộ của nhà báo Kim Văn Chính, một giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên trang Facebook cá nhân cho biết về sự bầu bán tranh chấp nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với những cái ca điển hình dưới đây. Đó là những cái vụ bê bối ở cấp trung ương, chứ cấp thấp sẽ còn nhiều hơn. Theo đó, các cái vụ trước 1975, đó là các cái vụ ông Chu Văn Tấn, ông Nguyễn Tư Thoan, ông Trần Xuân Bách, ông Hoàng Văn Hoàn, không kể đến. Tôi chỉ liệt kê các cái vụ việc sau năm 1975. Thứ nhất, đó là vụ việc ông Hà Phan, thường trực ban bí thư lúc đó, đang có một cái khả năng lên làm tổng bí thư thay cho ông Đỗ Mười. Và lập tức khi có những cái tin tức vừa kể, hàng loạt các đơn tố cáo từ miền Nam cho rằng ông Hà Phan đã chiêu hồi Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí người ta trình ra các bằng chứng ông Hà Phan đã làm hại nhiều cán bộ kim trung trước năm 1975. Tuy nhiên, thường trực ban bí thư Hà Phan không chấp nhận và tranh cãi, nhưng cuối cùng ông Hà Phan phải nhận một cái án kỷ luật, buộc phải cho thôi chức vụ thường trực ban bí thư, gạch tên khỏi đảng, cho về quê sống dưới cái sự giám sát của lực lượng an ninh. Một cái vụ thứ hai liên quan tới ông Mai Ái Trực, là em út chồng cái bộ bà chính trị gia ở Bình Định, tất cả đều làm bộ trưởng, bao gồm Mai Kỳ, Mai Điềm Trực, Mai Ái Trực. Theo giới quan sát, hiếm có một gia đình nào ở Bình Định danh giá
và giỏi giang như vậy. Tuy nhiên ông này ấy chưa, khi được quy hoạch làm phó thủ tướng thì lập tức có rất nhiều những cái đơn thư khiếu nại tố cáo ông làm cái cán bộ triều thời dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, và Trúc Vĩ làm cái trí thức chân chính, ông Mai Ái Trực quyết định rút lui và xin về hưu. Thế là câu chuyện chấm dứt. Một cái câu chuyện thứ ba, đó là một người quý vị đã quen tên biết mặt, đó là Đình Thiếu Huynh. Theo một bạn của ông Đình Thiếu Huynh cho hay, trong cái lần hội nghị tiếp dân của đại biểu Quốc hội khi giới thiệu ông Đình Thiếu Huynh giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, thì đột nhiên một đồng ngũ của Đình Thiếu Huynh, một cái người thoát chết ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, bất ngờ đứng lên tố cáo Đình Thiếu Huynh là một cái thằng đảo ngũ. Được biết cựu chính binh này ăn nói thô tục xưng ngày tàu với Đình Thiếu Huynh tại hội trường, thế là ầm ĩ cả hội trường. Trong khi đó, Đình Thiếu Huynh đang nhằm nghe chức vụ thường trực ban bí thư và có một cái khả năng thừa kế tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và người ta nói ông Đình Thiếu Huynh đã nhận một cái quyết định nội bộ, cuối cùng lặng lặng về nhà. Trong khi đó có những tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng nghi ngờ Đình Thiếu Huynh bắt tay với Trần Đại Quang để làm phản. Và cuối cùng tin mới nhất cho hay ông Đình Thiếu Huynh trong cái tình trạng sức khỏe không ổn. Một cái vụ việc thứ tư, đó là câu chuyện Ủy viên Trung ương Đảng bà Võ Thị Thắng, tổng cục trưởng của Tổng cục Du lịch, cũng bị tố cáo là lính triều hồi, từng bắt tay với CIA làm tình báo. Được biết người tố cáo bà Võ Thị Thắng là nguyên phó tránh văn phòng Thủ tướng Chính phủ và hai sĩ quan tình báo của Tổng cục Hai Bộ Quốc phòng. Liên quan điều tra, được biết người tố cáo bà Võ Thị Thắng xuất phát từ một cái động cơ cá nhân vụ lợi, muốn triệt hạ bà Võ Thị Thắng bởi mâu thuẫn cá nhân. Và kết quả cuối cùng cả vợ chồng, ông Nguyên phó chánh văn phòng Thủ tướng và hai sĩ quan Tổng cục 2 đã bị phản đòn, cuối cùng bị truy tố, nhận án tù 5 năm. Vụ việc vừa kể được truyền thông nhà nước đăng tải công khai. Theo nhà báo Kim Văn Chính cho hay, một cái dàn lãnh đạo Việt Nam hiện nay toàn những cái cán bộ trẻ, họ không tham gia kháng chiến hay đứng trong hàng ngũ quân đội trước năm 1975, nên câu chuyện mắc tội triều hồi hay đào ngũ đã không xảy ra. Nhưng thay vào đó là những cái tội danh mới, đó là tự chuyển hóa, tự diễn biến, sa đọa về phong cách, hay quan tâm dưới mức, quan tâm cấp dưới quá mức tình cảm hay động cơ không trong sáng. Theo đó, những cái tội mới kể trên, đó là cái hành vi phản quốc triều hồi đào ngũ, khó có thể kết tội hơn, mà khó có thể đo lường mức độ phạm tội để xác định ranh giới kỷ luật hành chính hay truy tố. Do vậy, cuộc đấu tranh nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nó gay gò và phức tạp cũng bởi các cái nguyên nhân như vậy. Và thưa quý vị, một cái bản tin thứ hai liên quan tới cái sự xuất hiện trở lại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau gần 3 tuần vắng bóng. Và thưa quý vị, lần đầu tiên AFP đưa ra một cái bài bình luận với tiêu đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại. Theo đó, lãnh đạo Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng ngày 15 tháng Giêng đã tham dự một cái lễ khai mạc một cái phiên họp bất thường của Quốc hội, và sự hiện diện của Tổng Bí thư Trọng dường như nhằm cải chính các tin đồn liên quan tới sức khỏe của ông này. AFP cho biết, theo hãng thông tin Anh Reuters, sự có mặt của Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp của Quốc hội Việt Nam đã được truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, và các cái hình ảnh cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng tươi cười với các cái lãnh đạo khác. Thông thường việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự một cái cuộc họp của Quốc hội không được nhấn mạnh và đề cao đến như vậy. Theo Reuters, một cái nhân chứng cho Reuters biết ông Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng rời khỏi hội trường ngay sau bài diễn văn khai mạc của ông Vương Đình Huệ, và trong một cái đoạn video đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam vào cái thời điểm giới thiệu các cái quan khách, ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên
tay bám vào bàn, nhưng không quay lại chào cử tòa cũng như tất cả các vị lãnh đạo khác, giống như ông Nông Đức Mạnh hay ông Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn theo Reuters, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên chính trường, chỉ số chứng khoán VN Index đã tăng 0,5% sau khi sụt giảm tới 0,65% vào ngày thứ Sáu 12 tháng Giêng. Theo AFP, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền từ năm 2011 và cho tới nay, chính quyền Việt Nam và báo chí chính thức chưa đưa những thông tin nào liên quan tới tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo đảng sau cái đợt vắng mặt dài ngày. Trong khi đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong cái bản tin cho biết có những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt trong những cái ngày qua trong một cái cơn ốm không nặng như đồn thổi, và có khả năng chính quyền lợi dụng việc này để dẹp loạn trên mạng xã hội. Đó là những cái nhận định của các nhà quan sát chính trị từ Việt Nam nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo đó, sau nhiều ngày vắng bóng, cuối cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại trong phiên khai mạc bất thường của Quốc hội khóa 15. Theo đó, khi được xướng tên, ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghi chặt vào bàn để nhận những tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu Quốc hội, trong khi Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng ngồi sát cạnh dường như đang đỡ ông Trọng đứng lên. Và sự xuất hiện trở lại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay lập tức đã dập tắt những cái đồn đoán rầm rầm trên mạng xã hội về việc ông Nguyễn Phú Trọng rơi vào một tình trạng hôn mê hay thậm chí đã qua đời, đang được chuẩn bị hậu sự. Theo đó, đây không phải là cái lần đầu tiên những cái tin đồn trên mạng xã hội liên quan tới ông Nguyễn Phú Trọng, mà trước đó, vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng từng bị đồn là đột quỵ khi ông vắng mặt trong một tháng sau chuyến kinh lý tới Kiên Giang. Tuy nhiên sau đó Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại trong trạng thái khỏe mạnh, thực thi chức trách cho tới ngày hôm nay. Theo VOA cho hay trên trang cá nhân của mình, Facebooker Hoàng Dũng, một nhà hoạt động Việt Nam đang định cư tại Hoa Kỳ, là một trong những người đưa tin về việc ông Nguyễn Phú Trọng đã chết vì nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tìm người kế nhiệm, đăng một cái bài xin lỗi vì đã bị việt vị khi đưa tin. Và thưa quý vị, hẳn quý vị còn nhớ khi tin tức liên quan tới ông Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe xuất phát từ Facebooker Hoàng Dũng, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định trên kênh KTV cùng với quý vị rằng Hoàng Dũng một người chuyên đưa tin giả không đáng tin. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Hoàng Dũng trong status xin lỗi có giải trình: tôi tức Hoàng Dũng nhận được tin ông Trọng qua đời. Tôi đã kiểm tra chéo, có thẩm định, nhưng tôi đã bị cảm xúc chi phối, dẫn tới tôi tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã chết. Thực ra ông Trọng chỉ ở một cái mức nhập viện. Đồng thời Hoàng Dũng viết: tôi xin được nhận lỗi về cái việc đưa tin sai vừa rồi. Đồng thời nói rằng chắc chắn trong thời gian tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bị niềm tin, sức khỏe yếu chi phối, nhưng tôi tức Hoàng Dũng sẽ cân nhắc kỹ hơn. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hoàng Dũng thừa nhận khi loan tin về Nguyễn Phú Trọng hy vọng vào những cái xáo trộn mạnh mẽ trong nội bộ. Trong cái bài viết được nhiều người chia sẻ trên trang Facebook, Nam Quốc Sơn Hà cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại làm cái tát vào các kinh nguyện độc ác của bè lũ chống phá và gọi những người loan tin về sức khỏe Nguyễn Phú Trọng là cái bọn từ hội chính trị, bọn thoái hóa biến chất, cái bọn ưng khuyển chống phá cách mạng. Trong khi đó, trao đổi với người cựu thiếu tá an ninh ông Nguyễn Hữu Vinh, một cái nhà quan sát chính trị và làm cái blogger nổi tiếng với tên Anh Ba Sàng, nói với VOA cho hay trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng biến mất, ông nhận được ba nguồn tin khác nhau: một, ông Trọng qua đời; hai, ông Trọng hôn mê sâu; và một cái tin tức cho biết ông Trọng bị ốm nên nhập viện. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ,
hai tin đầu đã chứng tỏ sai, còn tin thứ ba cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng chỉ bị cảm cúm gì đấy thôi. Tin đó là đúng, đi qua hình ảnh trên truyền hình. Theo Nguyễn Đức Vinh nhận xét, tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng còn hát quốc ca được. Những điều vừa kể cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng bị ốm và nằm viện, nhưng vì cẩn trọng mà thôi, ông Nguyễn Phú Trọng không muốn tham gia các cái cuộc gặp gỡ quan trọng. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh cho rằng chắc chắn ông Trọng hiện nay đang yếu hơn trước đây bởi vì ông mới khỏi bệnh. Đồng thời Nguyễn Hữu Vinh cho rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng có mặt tại phiên họp khai mạc kỳ họp Quốc hội làm cái điều cần thiết với mục đích đánh tạc dư luận. Theo giới quan sát cho biết lần này chính quyền Việt Nam đã tỏ ra có những phản ứng mạnh mẽ hơn, nhanh hơn trong việc đối phó với những tin đồn không như năm 2019 để xảy ra cái tình trạng tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ âm ỉ hơn 10 ngày. Lúc đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân mới lên tiếng thừa nhận ông Nguyễn Phú Trọng không được khỏe. Theo giới phân tích, bộ máy tuyên truyền nhà nước Việt Nam đã đắc ý và nhân cơ hội này họ đà phá các cái thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Họ muốn cảnh báo dư luận mạng xã hội và các cái hãng thông tấn vỉa hè đừng có đồn đoán lung tung, đừng có bịa đặt để làm hoang mang dư luận, mà hãy chờ các cái thông tin từ nhà nước. Đồng thời ông Nguyễn Hữu Vinh ba sàm, giả sử ông Nguyễn Phú Trọng qua đời hay nằm liệt giường, chắc chắn Việt Nam sẽ rơi vào một cái khoảng trống quyền lực. Điều đó kích hoạt cuộc chạy đua tìm người chấp chính, và đó là một hoàn cảnh rất nhạy cảm. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, nó phù hợp với mong muốn của nhiều lãnh đạo trong đảng, cũng như những cái kẻ cố ý loan tin đồn. Nhận định về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, ông bà Sàm nói với Đại tướng Hoa Kỳ, nếu như người ta hết sức giữ gìn, hạn chế những cái hoạt động xuất hiện hay đi lại của ông Trọng, thì ông Nguyễn Phú Trọng có thể giữ được sức khỏe cầm cự cho tới đại hội đảng tới đây. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, tại đại hội đảng kế tiếp sẽ xảy ra vào đầu năm 2026. Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ chỉ định người thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng, người đã nắm quyền tổng bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp nhiều hơn bất kỳ một cái tổng bí thư nào của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh cho rằng các cái cuộc tiếp xúc liên tục tiếp đón Tổng thống Mỹ hồi tháng 9 hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12, những sự kiện chính trị quan trọng quá dồn dập, nó là những cái điều không tốt cho sức khỏe của Tổng bí thư. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, những người già đã từng bị tai biến rất dễ bị mắc lại, mà đã bị lại thì bệnh sẽ nặng hơn. Theo Đại tướng nói Hoa Kỳ, khi được hỏi về việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái kế hoạch B trong trường hợp sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng xấu đi hay không, ông Nguyễn Hữu Vinh cho biết họ đã có cái kế hoạch dự phòng, nhưng điều đó không vừa ý Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm cho hay, tôi tin ông Nguyễn Phú Trọng chưa ý và chưa yên tâm bất kể một ai được giới thiệu kế nhiệm cho ông. Và thưa quý vị, một cái thông tin đáng chú ý đó là ông Nguyễn Hữu Vinh đã tiết lộ cho biết một cái người được ông Nguyễn Phú Trọng tương đối tin tưởng và hy vọng trở thành tổng bí thư thì hiện nay khả năng năng lực còn non, không đủ uy tín và quyết tâm làm tới cùng công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, theo đánh giá và phán đoán của cá nhân tôi, người ông Ba Sạm nêu ra có lẽ là nhân vật ít tuổi Võ Văn Thưởng, và đánh giá cho rằng Võ Văn Thưởng khó có thể quyết tâm tiếp tục công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng làm cái điều có thật. Thưa quý vị, câu chuyện ông Nguyễn Cùng Khế, đặc biệt trong cái bài viết của nhà báo kỳ cựu Lê Phú Hải nói về câu chuyện ông Nguyễn Cùng Khế, theo đánh giá trong chế độ toàn trị, một cái tổng biên tập chỉ cần không chống đối chế độ, nói ngược với đường lối của đảng cầm quyền, hơn nữa nếu biết nguồn lách, biết dùng tờ báo của họ để nịnh bợ hay dọa nạt cũng như khống chế
thì sẽ kiếm bấm hơn bất kỳ một cái nhà vua nào. Và có thể nói đó là cái ông vua không nghe. Trong cái bài viết với tiêu đề Nguyễn Công Khế kiếm bấm hơn bất kỳ một cái nhà vua nào, của nhà báo Lê Phú Khải, một cựu nhà báo phục vụ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hơn 30 năm. Theo tác giả Lê Phú Khải cho biết, nếu phải chọn một ông tổng biên tập thật điển hình cho cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì tôi sẽ chọn Nguyễn Công Khế, tổng biên tập của báo Thanh Niên. Và thưa quý vị, trước khi đi vào những cái nội dung chi tiết, một cái câu hỏi đặt ra chủ trương bắt Nguyễn Công Khế vào cái thời điểm hiện nay, đó là lý do tại sao phải bắt, mà là một cái chủ trương của ai hay một cái phe cánh chính trị nào trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như quý vị đã biết, sau nhiều tháng đồn đoán, kể cả đầu năm 2024, đã có những tin lan truyền cho rằng Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, sắp bị bắt. Trước đó được biết ông Nguyễn Công Khế đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh cấm xuất cảnh. Nhưng ngày đầu năm mới năm 2024, trên mạng xã hội, đặc biệt trên trang Facebook cá nhân của Nguyễn Công Khế, ông Khế vẫn gửi lời chúc mừng năm mới đối với bạn bè gần xa, với những cái lời lẽ được cho là tin đồn chỉ là tin đồn thôi, như một cái sự thách thức đối với công luận. Nhưng cuối cùng, như quý vị đã biết, Nguyễn Công Khế không thể tránh sao cho khỏi nắng. Vào chiều 16 tháng Giêng năm 2024, truyền thông nhà nước đưa tin cho biết cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, đó là ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, với lý do liên quan tới cái việc thực hiện một cái dự án tại khu đất vốn dĩ là nền của nhà máy thuốc lá Sài Gòn 151-155 Bến Vân Đồn, quận Từ, và đây là cái dự án cách đây 15 năm, tức là vào năm 2008. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết ngày 16 tháng Giêng, Trung tướng Tô Ân Sô trong cuộc họp báo cho hay công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra một cái vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, và đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở nơi làm việc với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Và thưa quý vị, phản ứng của dư luận vỡ òa, đặc biệt với báo chí Việt Nam, họ vui mừng, được ví nhưng không kém tiền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mắc bạo bệnh trước đây ít ngày. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao sự việc xảy ra hơn 15 năm mà phải đến bây giờ mới được xử lý, và đây có thực sự là công cuộc chống tham nhũng, thể hiện một cái khẩu hiệu của Tổng Bí thư, đó là không có vùng cấm, không có vùng tránh, hay nó chỉ là cái cuộc chiến phe phái trong nội bộ Đảng mà thôi. Và thưa quý vị, trong khi truyền thông nhà nước cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc ông Nguyễn Công Khế trong lúc giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, và ông Nguyễn Quang Thông khi đó là tổng biên tập của báo Thanh Niên, có những cái sai phạm trong quá trình triển khai một cái dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất vừa kể. Theo đó, tháng 10 năm 2008, báo Thanh Niên có chủ trương mua chỉ định không đấu thầu đối với một cái khu đất của nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội để xây trụ sở tòa báo Thanh Niên. Khi đó Nguyễn Công Khế là tổng biên tập, ký hợp đồng hợp tác với công ty truyền thông Thanh Niên và công ty cổ phần du lịch dịch vụ VinPearl của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để thành lập với công ty có tên cổ phần bất động sản Thanh Niên, trong đó báo Thanh Niên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng khu đất. Và nhiều quý vị đã biết công ty VinPearl đó là một cái công ty kinh doanh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng đang hồ biến khu đất này, nó làm cái đất của công sản, đất sở hữu nhà nước, sau đó đã biến thành đất tư nhân thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng. Và điều đó đã làm cho nhà nước thiệt hại nhiều nghìn tỷ.
Và đó cũng chính là lý do ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã bị cáo buộc gây thất thoát tài sản lớn của nhà nước. Và như quý vị đã biết, lâu nay vẫn có những cái đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Công Khế hay Huy Đức, tức Facebooker Trương Huy Sàn v.v. là những cái đàn em thân tín của cựu chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sàn, tức ông Tư Sàn. Theo đó, Nguyễn Công Khế có cái mối quan hệ mật thiết với bốn đời chủ tịch nước, từ ông Nguyễn Minh Chiết, ông Trương Tấn Sàn, ông Nguyễn Xuân Phúc và kể cả đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Theo đó, những cái chủ tịch nước vừa liệt kê đều qua lại gắn bó thân tình với Nguyễn Công Khế, và hiếm có một cái nhân vật trong làng báo có một cái quan hệ mật thiết với bốn đời chủ tịch nước như vậy. Theo giới phân tích cho rằng việc bắt giam ông Nguyễn Công Khế được cho làm cái sự kết thúc một đế chế chính trị của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sàn. Bởi đế chế này đã dùng quyền lực thứ tư để thao túng lũng đoạn nhà nước trong hàng chục năm qua. Theo đó, chưa cần cơ quan điều tra đưa ra các con số cụ thể, thì trên mạng Internet đã có quá nhiều các cái tài liệu liên quan tới những khu đất vàng, những cái bất động sản của nhà nước, cũng như hàng loạt các cái dự án xây dựng mới bất động sản, trong đó nhờ sự can thiệp của ông Trương Tấn Sàn. Và việc thao túng lũng đoạn nhà nước bằng quyền lực thứ tư được coi là một hành vi cấu kết của một nhóm lợi ích. Vì quý vị đã biết, không thể một cá nhân nào có thể đơn thường độc mã thực hiện, chắc chắn phải có cái sự che chắn của nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng như các nhóm lợi ích khác. Trong khi đó, Nguyễn Công Khế, tiêu tù tổng biên tập báo Thanh Niên, làm cái nhân vật có tên tuổi nhìn số đồng, đặc biệt giới báo chí không ngờ Nguyễn Công Khế. Đó là lý do tại sao giới báo chí Việt Nam mong mỏi ngày Nguyễn Công Khế phải sổ khám. Được biết, trước đây rất nhiều những nhà báo cảm thấy sợ Nguyễn Công Khế, bởi Nguyễn Công Khế có một mối quan hệ rộng, có quyền hành, nhưng đa số nhà báo Việt Nam căm thù Nguyễn Công Khế tới tận xương tận tủy. Trở lại cái câu hỏi vì sao dự án cao ốc 151-155 Bến Vân Đồn có từ năm 2008, xảy ra cách đây tới 15 năm, mà đến bây giờ lại bị lôi ra xử lý. Câu trả lời được cho là các cựu lãnh đạo một thời chống lùng cho Nguyễn Công Khế, đó là Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sàn, Nguyễn Xuân Phúc, đã hết vai trò chính trị. Còn đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thường thì lúc này còn mới mẻ, chưa đủ lông đủ cánh. Và thưa quý vị, một cái nguyên nhân quan trọng hơn, đó là Trương Tấn Sàn là cái người được cho là khống chế được bàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Đó là một trong các nhân tố kết hợp với phe Nghệ An ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đầu đại hội 13, ông Trương Tấn Sàn đã có những can thiệp vào nhân sự đại hội 13, khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức thất vọng. Trong thời gian gần đây, ông Trương Tấn Sàn liên tiếp đưa ra những tuyên bố mang tính tấn công đối với Tổng Bí thư, và đó là lý do người ta phải hạ bệ đế chế của Trương Tấn Sàn, và điều đó đồng nghĩa với cái việc tống Nguyễn Công Khế vào tù. Và thưa quý vị, như vậy, một cái đế chế quyền lực của cựu chủ tịch nước ông Trương Tấn Sàn đã bị xóa sổ. Những cái điều vừa kể cho thấy ý đồ của các cái cá nhân và phe lãnh đạo, một cái phe đang nắm quyền lực thống trị trong đảng, xử lý Trương Tấn Sàn, và điều đó đồng nghĩa với việc bắt Khế xóa đế chế từ sâu là vì như vậy. Và thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện của nhà báo Lê Phú Khải. Theo nhà báo Lê Phú Khải cho biết, tôi đã từng bị Nguyễn Công Khế lừa cho một cái vố đầu. Đó là câu chuyện xảy ra vào năm 2002, khi Đài Tiếng Nói Việt Nam có một cái văn bản tổng kết năm gửi cho cơ quan thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các cái đơn vị trực thuộc. Theo nhà báo Lê Phú Khải cho biết, tôi đọc bản tổng kết đó, toàn thấy ca ngợi những thành tích to lớn trong việc mở rộng cơ quan thường trú của đài trên toàn thế giới. Rồi còn có cả một cái công văn
của Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam bà Kim Cúc ca ngợi công lao của ông Trần Đại Hạnh lúc đó là Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi biết rõ 10 cái gọi là mở rộng các cái cơ quan thường trú của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở nước ngoài làm cái điều kiện tranh thủ tham nhũng. Đó là lý do tác giả Lê Phú Khải đã viết một cái bài viết với nhân đề chuyện ông Trần Mai Hạnh ở Paris. Sau đó, nhà báo Lê Phú Khải đã gửi đích cho Nguyễn Công Khế, tổng biên tập của báo Thanh Niên. Theo đánh giá của tác giả, đó là cái tờ báo mà một người ngu ngơ như tôi cho là tích cực chống tham nhũng. Trong khi đó, một cái người bạn ở báo Thanh Niên cho tôi biết Nguyễn Công Khế đã đọc bài báo đó của anh và cho là ok. Trong bài viết theo tác giả Lê Vũ Khải có một cái đoạn động tới Phó Tổng Giám đốc bà Kim Cúc. Theo đó, bà Kim Cúc, Phó Tổng Giám đốc, đã ký hẳn một cái công văn gửi cán bộ của đài từ Bắc Chí Nam ca ngợi những cái đóng góp to lớn của ông Trần Mai Hạnh kể từ khi ông Trần Mai Hạnh về đài giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Trong đó đề cập tới cái việc mở rộng các cái chi nhánh của Đài Tiếng Nói Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như tăng giờ phát sóng. Theo tác giả, toàn những cái việc phải tiêu tiền tỷ của ngân sách nhà nước, nên cái việc đó ai cũng có thể làm được, miễn là có tiền. Còn chất lượng phát thanh thì tất cả nhà cửa văn phòng của đài được thuê và mua. Nó là những cái điều đó cho thấy một cái âm mưu tham nhũng trên quy mô lớn của Đài Tiếng Nói Việt Nam thông qua việc mở các chi nhánh cũng như nâng cao chất lượng phát thanh. Không được nhắc tới, theo nhà báo Lê Phú Khải, vào năm đó tôi 27 năm công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam chưa hề có cái chuyện Phó Tổng Giám đốc lại ký một cái công văn khen Tổng Giám đốc. Đó là cái điều khiến cho dư luận cán bộ công nhân viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cảm thấy rất bất bình. Tuy nhiên, bài báo gửi cho báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế đã lâu nhưng không thấy báo Thanh Niên đăng. Ngay ít lâu sau, theo nhà báo Lê Phú Khải cho hay, tôi nhận được thông tin của cán bộ ban lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi biết Nguyễn Công Khế đã gửi bài viết của tôi cho cơ quan an ninh công an Hà Nội. Nguyễn nhận xét bài viết không có gì sai, nhưng để giữ uy tín cho nhà nước, cho lãnh đạo của đài, nên báo Thanh Niên quyết định không đăng, mà việc gửi cho an ninh của Bộ Công an. Sau đó, cán bộ an ninh cầm bài viết xuống đài để tống tiền Phó Tổng Giám đốc bà Kim Cúc và Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam ông Trần Mai Hạnh. Được biết sau đó, kể cả cho tới hiện nay, bài viết đó được nhiều cán bộ lãnh đạo cũng như nhân viên Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền tay nhau đọc. Theo tác giả Lê Phú Khải, tôi hết sức hối hận về cái sự ngu ngơ của tôi. Mà tôi dùng từ ngu ngơ đó là cái từ của nhà văn Dương Thu Hương đã dùng để trừ một cái lũ quần chúng ngu ngơ bị đảng lừa bịp. Và từ đó tôi rất phẫn nộ với Nguyễn Công Khế khi tôi được biết cán bộ lãnh đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết Nguyễn Công Khế đã sử dụng bài viết của tôi để đi tống tiền các cái lãnh đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đó, theo nhà báo Lê Phú Khải, tôi đem câu chuyện vừa kể than biền với các cái đồng nghiệp báo chí ở Sài Gòn. Một người bạn thân của tôi đã mắng tôi, mày quá ngu, mày không biết về Nguyễn Công Khế. Đồng thời, người bạn thân của tôi còn cho biết Nguyễn Công Khế luôn luôn sử dụng một cái thủ đoạn, đó là dùng báo Thanh Niên để gây thanh thế, chẳng hạn cho phóng viên của báo đi viết về tiêu cực. Nhưng khi vụ việc có liên quan tới một cái lãnh đạo cỡ lớn nào đó, như trong Bộ Chính trị, ví dụ một cái đồng chí xưa kia ở tỉnh Hy này là viên Bộ Chính trị, mà bài viết có sự động chạm thì bài báo sẽ không được đăng. Mà Nguyễn Công Khế lại gửi cái bài báo đó cho lãnh đạo nhân vật Bộ Chính trị bị bài báo đề cập, kèm theo cái lời đính chính tôi muốn giữ uy tín cho đồng chí. Và như thế lãnh đạo Bộ Chính trị đã mắc nợ khi báo Thanh Niên tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu nào đó Khế gửi giấy mời. Thế là lập tức các cái đồng chí mà Khế là ân nhân dù ở đâu, kể cả chủ tịch nước, thủ tướng cũng phải đến dự.
Theo giới phân tích cho rằng báo Thanh Niên chỉ làm cái tờ báo hạng B, vậy mà các tổ nhiệm Bộ Chính trị kể cả tứ trụ phải đến dự những cái buổi lễ do Nguyễn Công Khế bày ra, và kể từ đó uy tín của Nguyễn Công Khế lên nhanh như diều. Tứ thế Khế ra rồi, tứ thế Khế dọa nạt thiên hạ để tống tiền lãnh đạo. Và trong cái bữa bằng bằng của một cái xã hội gọi là một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nguyễn Công Khế đã tận dụng để vơ vét. Theo nhà báo Lê Phú Khải, Nguyễn Công Khế làm cái tên mình mang tầm thời đại. Một ông bạn nhà thơ của tác giả cho hay, trong cái buổi đi viếng mẹ của Nguyễn Công Khế mất vào tháng 9 năm 2007 khi trở về, anh bạn tôi đã hốt hoảng nói với tôi rằng đám tang mẹ Nguyễn Công Khế còn hơn cả tỷ phú bên Mỹ có mẹ mất. Nguyễn Công Khế giàu không có bút nào có thể tả xiết. Những cái xe du lịch đời mới đỗ dài hàng cây số. Với một cái bài cảm tạ của báo Thanh Niên ngày 5 tháng 9 năm 2007 của gia đình Nguyễn Công Khế về cái mất của bà mẹ Lê Thị Liễu 79 tuổi đã gây chấn động dư luận. Và lập tức báo Thanh Niên đăng bài vừa kể đã bị các chàng lề trái ném đá dữ dội, và cuối cùng Nguyễn Công Khế phải ra lệnh gỡ xuống. Nhưng trang 10 của báo in ngày 5 tháng 9 năm 2017 còn kín cả trang với những cái hình ảnh lễ tang của mẹ Nguyễn Công Khế, được cho là còn trang trọng hơn Thanh Niên cùng viên Bộ Chính trị. Theo đó có hơn 200 các cái lãnh đạo đã đến thăm viếng giúp đỡ chia buồn, tiễn đưa linh cữu. Những cái nhân vật như Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, ông Nguyễn Minh Chiết, chủ tịch nước, ông Nguyễn Tân Dũng, thủ tướng, bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Chi, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hồ Đức Nguyệt, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ngay cả một lớp những cái ông thống đốc ngân hàng, bí thư tỉnh ủy các tỉnh thành phố, chủ tịch tỉnh, các cơ quan báo chí, các nghệ sĩ, các hội, vân vân và vân vân. Thậm chí người đứng đầu đảng lúc đó đã đến thăm viếng và chôn buồn với Nguyễn Công Khế. Theo tác giả, ngay cả đường kim nguyên thủ của một cái cường quốc trên thế giới, nếu như cha mẹ họ mất cũng không được lòng trọng như vậy. Có thể nói đây là cái đám tang của một tổng biên tập, một cái tờ báo ngành từ một cái nước nhỏ, nhưng trở nên một cái đám tang vĩ đại nhất hành tinh, chưa hề thấy trong lịch sử báo chí của nhân loại. Trong chế độ toàn trị, một cái tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, để dọa nạt với người khống chế. Hơn nữa, nếu biết té nước theo mưa, biết gió thiều nào che chiều ấy, rồi cũng giả vờ chống tham nhũng, thì anh ta sẽ kiếm bẫm. Nguyễn Công Khế trở thành một cái người giàu có, được coi là một cái ông vua không ngày. Cứ xem danh sách những người đến viếng tang mẹ của Nguyễn Công Khế sẽ thấy, nếu xét về mặt nào đó, tang lễ của mẹ Nguyễn Công Khế còn lớn hơn quốc tang. Là tờ báo quốc gia, báo Thanh Niên, theo tác giả Lê Vũ Khải, nó đã trở thành một tờ báo riêng của Nguyễn Công Khế trong cái đất nước không có báo tư nhân. Đội ngũ tổng biên tập như thế, thì đội ngũ phóng viên đường nhìn cũng như thế, hay nói cái công bằng. Tất cả những người làm báo đều là những cái thằng xấu tính. Như Khế, dù có rất nhiều những anh em tầm nước với đất nước vẫn muốn dùng người bút của họ để tải đạo, đó là các nhân vật như nhà báo Nguyễn Việt Chiến, nhà báo Nguyễn Văn Hải là những ví dụ điển hình. Trong khi đó, báo Thanh Niên ngày càng xuống cấp, tàu của giặc đâm vỡ tàu của nhân dân. Vậy mà Nguyễn Công Khế là thằng tổng biên tập đầu tiên đã tìm ra một cái từ tàu lạ để chỉ tàu Trung Quốc là như vậy. Theo tác giả Lê Vũ Khải kết thúc bài viết cho rằng mỗi nhịp này của báo chí Việt Nam, nó trong cái thời đại đô đều, không thể nào dùng gì để rửa sạch. Đó là một vết nhơ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị,
Đó là thông tin liên quan tới hai tổng biên tập của báo Thanh Niên trước đây, đó là Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Tâm đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam. Như quý vị đã biết, sau nhiều đồn đoán, và cuối cùng Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên, đã bị khởi tố bắt giam. Được biết trước đó, ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Tâm đã bị triệu tập liên miên trong vài tháng vừa qua, đồng thời cũng nhận lệnh cấm xuất cảnh. Truyền thông nhà nước vào chiều ngày 16 tháng 4 đưa tin cho hay, hai cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, bị bắt giam liên quan tới việc thực hiện một cái dự án trên khu đất 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, từ những cái năm 2000. Dưới quan sát đưa ra một cái câu hỏi cho rằng tại sao một cái vụ việc xảy ra đã hơn 15 năm bây giờ mới được mang ra xử lý, mà nó có thực sự là một cái công cuộc chống tham nhũng hay không, hay chỉ là những cái cuộc chiến phe phái triệt hạ những cái phe cánh khác nhau trong đảng. Và thưa quý vị, có những cái đồn đoán từ lâu cho hay ông Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, cũng như ông Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, là những nhân vật đàn em của ông Tư Sang. Không những vậy, ông Nguyễn Công Khế còn có cái mối quan hệ thân thiết đối với các cái cựu chủ tịch nước như ông Nguyễn Minh Chiết và kể cả ông Võ Văn Thưởng hiện nay. Ông Nguyễn Công Khế được biết làm cái nhà báo đồng sáng lập cho báo Thanh Niên, mà đảm trách vai trò tổng biên tập trong giai đoạn 1988 tới 2008. Trước năm 1975, được biết Nguyễn Công Khế hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Nguyễn Công Khế công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Khế từng có thời làm báo ở báo Phụ Nữ Việt Nam trước khi sáng lập báo Thanh Niên hiện nay. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Thông là tổng biên tập của báo Thanh Niên, kế nhiệm Nguyễn Công Khế bắt đầu từ năm 2009 cho tới năm 2021. Trong cái thông báo mới nhất của cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các biện pháp ngăn chặn bắt giam đối với hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bị can vừa kể bị điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện một cái dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại miếng đất 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các cái quyết định và lệnh tố tụng như vừa nêu. Trong thông cáo báo chí của Phòng Tham mưu Công an Thành phố, có vị đoạn trích như sau: căn cứ vào kết quả điều tra ngày 16 tháng 4 năm 2024, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông liên quan tới tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện nay được biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố đã tập trung lực lượng khẩn trương mở rộng điều tra để nhanh chóng làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của cá nhân cũng như các tổ chức có liên quan với mục tiêu thu hồi tài sản cho nhà nước. Trong khi đó, các thông tin được truyền thông nhà nước Việt Nam, đặc biệt cổng thông tin của chính phủ, cho biết vào năm 2008, báo Thanh Niên có chủ trương mua khu đất của nhà máy thuốc lá Sài Gòn, địa chỉ 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4, để xây dựng trụ sở tòa soạn. Ông Nguyễn Công Khế lúc đó là tổng biên tập, ký hợp đồng hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, trong đó báo Thanh Niên chiếm 51%, là cái công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Vinpearl liên doanh thành lập cái công ty cổ phần bất động sản Thanh Niên để thực hiện một cái dự án
và cao ốc văn phòng trung tâm thương mại, trong đó báo Thanh Niên góp vốn là quyền sử dụng đất. Tuy nhiên sau một cái thời gian ngắn, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và nghiễm nhiên khu đất đã được chuyển nhượng cho tư nhân. Điều đó gây ra những thất thoát liên quan tới tài sản nhà nước rất lớn. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Công Khế lâu ngày vẫn mạnh danh là đàn em của ông Trương Tấn Sang kiêm chủ tịch nước. Trong khi đó, trên mạng xã hội chia sẻ các cái thông tin cho biết Nguyễn Công Khế một cái người có mối quan hệ mật thiết ít nhất với bốn đời chủ tịch nước. Từ từ ông Nguyễn Minh Chiết, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thường. Những cái đời chủ tịch vừa kể đều có những cái mối quan hệ gắn bó thân tình với Nguyễn Công Khế. Những cái việc cưới xin hiếu hỉ của các gia đình lãnh đạo vừa kể đều có sự xuất hiện của Nguyễn Công Khế với những cái món quà biếu hậu hĩnh. Trong nhiều năm qua, với cái sự ảnh hưởng do quen thân các cái đời chủ tịch nước, đó là lý do Nguyễn Công Khế đã trở thành cái trung tâm trong việc chạy chức chạy quyền mua bán ghế, cũng như việc móc nối những cái phục vụ làm ăn lớn giữa các quan chức và các đại gia. Trong khi đó, có những cái tin tức từ nội bộ cho hay Nguyễn Công Khế sử dụng một cái mạng lưới truyền thông phủ rộng trong cả nước. Nguyễn Công Khế nắm trong tay những tờ báo lớn, đó là báo Thanh Niên, báo Một Thế Giới, với một cái đội ngũ truyền thông mạng, đó là những cái nhà báo nổi tiếng, những cái cây bút sừng sỏ. Và rất nhiều các quan chức cũng như các kinh đại gia đều khiếp sợ trước uy lực truyền thông của Nguyễn Công Khế. Theo đó, Nguyễn Công Khế đã sử dụng báo Thanh Niên, báo Một Thế Giới để đưa tin hay thổi phồng các cái thông tin cần thiết, các cái tin tức bí mật, đưa các ủy viên Bộ Chính trị, những người thân thiết của Nguyễn Công Khế tường tin. Đó là nội dung của các cái buổi họp Bộ Chính trị sẽ đề nghị xử lý kỷ luật đài, và vòng ngoài Nguyễn Công Khế sẽ tổ chức chạy án. Ngoài ra, Nguyễn Công Khế còn sử dụng việc thiêu dụ các nhân sĩ trí thức hào danh. Những loại nhân sĩ trí thức thấy ảnh hưởng của Khế, thấy tiền bạc của Khế đã chủ động xin gặp một số đồng nhà báo Việt Nam, lấy việc quen thân với Nguyễn Công Khế là cái điều vinh dự. Khế mạnh danh là một tay buôn vua ở phía Nam. Một cái điều đáng chú ý, Nguyễn Công Khế trong việc mua ghế bán chức thực hiện một cách công khai, không hề khiếp sợ ai. Nguyễn Công Khế can thiệp vào tất cả các lĩnh vực, từ bất động sản, văn hóa, nghệ thuật, cái gì cũng có bàn tay của Khế với mục đích để kiếm trác. Và thưa quý vị, Nguyễn Công Khế có dính vào cái việc bê bối liên quan tới cái khu du lịch có tên Yến Xuân. Các cái truyền thông phát hiện chứa những cái ổ nhóm thanh niên sử dụng ma túy, và câu chuyện ngày 30 tháng Giêng năm 2023, truyền thông nhà nước đã đưa tin về những cái hoạt động mọc sử dụng ma túy trong khu du lịch của vợ chồng Nguyễn Công Khế. Nhưng sau đó, tất cả các cái thông tin lập tức bị gỡ bỏ. Trong khi đó, trước đó ít ngày, báo Thanh Niên đã đăng những cái tin liên quan đối với các cái khách sạn hay các resort, khu sinh thái, khu du lịch chứa chấp sử dụng ma túy, nhưng đến vụ của Nguyễn Công Khế thì báo Thanh Niên không đưa tin. Theo giới quan sát cho rằng Nguyễn Công Khế làm cái kẻ thao túng chính quyền Việt Nam, làm cái điều sự thật, những cái nhân tố, những cái lãnh đạo cấp cao đã bị Nguyễn Công Khế tha hóa, làm bằng hoại thông qua thủ đoạn tạo điều kiện cho các cái quan chức cao cấp, đặc biệt các ủy viên Bộ Chính trị và tứ trụ kiếm trác kiếm chức. Và thưa quý vị, việc vướng vòng lao lý của hai cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên nằm trong những dữ liệu trong suốt thời gian vừa qua. Được biết hai nhân vật Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã nhiều lần nhận lệnh triệu tập, thậm chí có những cái tin tức cho hay ông Nguyễn Công Khế từng bị tạm giữ hành chính để phục vụ điều tra. Vì vậy, các cái tin tức liên quan tới hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên bị khởi tố bắt giam đã làm rất nhiều những cái đồng nghiệp ở báo Thanh Niên tiếc cho quá trình làm báo của Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Đây là những cái nhân vật đều trưởng thành,
từ cán bộ đoàn của tỉnh Long An về hưởng của ông Trương Tấn Sang. Rất nhiều những cái phóng viên của báo Thanh Niên cũ phục vụ dưới thời Nguyễn Công Khế cho biết thời ông Nguyễn Công Khế lên tạm quyền thay thế cho tổng biên tập báo Thanh Niên trước đây đó là Huỳnh Tấn Mẫm, một sinh viên nổi tiếng trong việc chống đối chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian báo Thanh Niên lúc đó mới là tuần tin Thanh Niên. Thưa quý vị, liên quan tới bản tin chiến sự Ukraine ngày hôm nay thứ tư 17 tháng Giêng năm 2024, một cái điểm đáng chú ý đó là Tổng thống Joe Biden thông qua Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Sullivan, đã chuyển tới Tổng thống Zelensky một cái đề nghị Ukraine hãy chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Tại sao lại có những cái yêu cầu như vậy? Trong khi đó, thưa quý vị, những cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt vào các cái cơ sở hạ tầng, các cái nhà máy điện, gây ra một cái tình trạng nước Nga lạnh cống với lý do không có lò sưởi. Mới nhất ở Magadan xảy ra một vụ nổ ở nhà máy điện trong điều kiện thời tiết ở cái nhiệt độ âm 25 độ. Truyền thông quốc tế cho biết nước Nga đang lạnh cống trong bằng giá. Mà dù cách đây chưa đầy 2 năm, Nga đã từng lớn tiếng đe dọa sẽ làm băng giá không chỉ Ukraine, mà còn cả toàn bộ châu Âu khi không có năng lượng sưởi ấm. Thì bây giờ nước Nga được cho là đang đối mặt với tình trạng các lò sưởi lạnh cống, các cái đường ống nước nóng sưởi ấm bị vỡ tứ tung bởi lý do một cái hệ thống đường ống cũ kỹ từ thời Liên Xô cũ để lại. Nhà nước Nga không quan tâm sửa chữa một cách có hệ thống trong nhiều thập kỷ. Hiện nay người dân Nga đề báo cái tình trạng được cho là lạnh giá. Ở các chung cư người ta phải xuống dưới sân để đốt lửa, sưởi ấm, đặc biệt những người hưu trí. Có những cái cuộc biểu tình đơn lẻ yêu cầu chính quyền Putin phải giải quyết các cái vấn đề liên quan tới hạ tầng sưởi ấm, song đều bị giải tán không thường tiếp. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Nga không muốn đưa tin các cái đề tài liên quan tới vấn đề vừa kể. Trước đó, vào cuối tháng 11, các đường ống bị vỡ và làm cho 70.000 cư dân cũng như các bệnh viện không được sưởi ấm trong cái điều kiện nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 25 độ. Và vấn đề và được biết vấn đề vừa kể tạo ra một cái hiệu ứng domino gần đây khu vực Boston. Ở Moscow không có nắng nóng trong một tuần, các nhà lò hơi cũ nằm trên lãnh thổ của các cái cơ sở tư nhân. Vào ngày 4 tháng 1 đã xảy ra một cái vụ tai nạn. Đó là lý do hiện nay trên mạng xã hội Nga đã xuất hiện rất nhiều những cái clip cho thấy những cái ngôi nhà bị đóng băng, nơi lối vào của các tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi một cái lớp tuyết dày, những cái cột băng treo ở các tàu thận và các cái bộ tản nhiệt bằng can đã nổ do nước đóng băng. Hệ sống tuổi tương tự đã xảy ra ở khu vực Saratov hay Kursk, kể cả thành phố Ben cũng bị mất điện. Nguyên nhân bởi tất cả các cái đường ống và nhà nồi hơi nước cũ được xây dựng từ thời Liên Xô cũ, từ những cái năm 1970, thậm chí vào những cái năm 1960 của thế kỷ trước, và kể từ đó cho tới nay nhà nước không có gì thay đổi. Họ thỉnh thoảng chỉ tiến hành sửa chữa và các cái lỗ hổng. Trong khi đó, ngân sách phục vụ cho những cái vấn đề an sinh xã hội bị cắt giảm rất nhiều, nhưng nhà nước Nga tiến hành một cái cuộc chiến tranh với Ukraine, thậm chí cả NATO. Mỗi ngày Liên bang Nga bắn hàng chục triệu đô la tiền tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, trong khi vấn đề lạnh giá kể cả ở thủ đô Moscow không được khắc phục. Và thưa quý vị, một lần nữa, trước các cái tin tức cho biết không quân Ukraine đã bắn hạ 2 máy bay chỉ huy và trinh sát của quân đội Nga. Cuối cùng quân đội Nga thừa nhận điều đó là có thật, nhưng do quân đội Nga bắn nhầm chứ không phải quân đội Ukraine thực hiện thành công. Và nhiều quý vị đã biết quân đội Ukraine ngày 15 tháng Giêng thông báo vào ngày Chủ nhật 14
và đã phá hủy 27 chiến lược của Nga trên không vận của khu vực biển Azov. Và điều vừa kể đến hôm nay đã được AFP xác nhận. Theo AFP cho biết, vào sáng ngày thứ Hai, Đại tướng Valery Zadonin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đã xác nhận những thông tin lan truyền từ nhiều giờ trước. Theo đó, không quân Ukraine đã bắn hạ một cái máy bay cảnh báo sớm A-50 cũng như vô hiệu hóa một cái máy bay chỉ huy loại IL-22 của Nga. Theo AFP, một chiếc máy bay đầu tiên dường như đã bị nổ tung khi đang bay, còn chiếc thứ hai có lẽ đã bị bắn trúng và bị hư hại nghiêm trọng. Máy bay IL-22 dường như đã bay về được căn cứ quân sự Nampa của Nga trong cái tình trạng không thể sửa chữa được. Những chiếc máy bay A-50 khổng lồ này theo AFP với cái nhiệm vụ truyền thu thập các cái thông tin tình báo trên không ở bầu trời Ukraine. Hiện nay quân đội Nga chỉ có 9 chiếc và đây có lẽ là chiếc thứ ba đã bị chấm dứt hoạt động. Theo nhiều chuyên gia hàng không của Ukraine cho biết, đây có lẽ là cái lần đầu tiên trong lịch sử thế giới một máy bay radar bị bắn hạ trên không trong lúc đang tác chiến. Hiện nay theo AFP, người ta chưa biết loại hệ thống phòng không nào sử dụng để bắn trúng hai máy bay vừa kể và tầm bắn của hệ thống tên lửa Patriot nằm trong một cái khoảng cách khoảng 80-100 cây số mà thôi. Dẫu sao cuộc tấn công táo bạo vừa kể được coi là những dấu hiệu đáng khích lệ trước khi Ukraine triển khai lực lượng chiến đấu cơ F-16 đầu tiên trong năm 2024 tới đây. Trong khi đó, thưa quý vị, trong báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày hôm qua, 94 cuộc đụng độ đã xảy ra trong 24 giờ qua. Tổng thống quân đội Nga đã tiến hành một cái cuộc tấn công tên lửa và 68 cuộc không kích. Đồng thời họ cũng thực hiện 78 cuộc tấn công từ các hệ thống tên lửa phóng loạt nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu định cư. Song tất cả các cuộc tấn công vừa kể của quân đội Nga đều bị đẩy lùi. Trong khi đó, một cái báo cáo quân sự của tình báo Anh ngày 16 tháng Giêng đưa ra đánh giá về tình hình ở khu vực tiền tuyến phía đông và phía nam Ukraine. Theo đó, xung quanh mặt trận Avdiivka, tình báo Anh cho hay có thể vẫn là những trọng tâm nỗ lực của quân đội Nga, nhưng cho tới nay, Nga mới giành được rất ít những diện tích lãnh thổ. Song đổi lại, họ phải chịu những cái tổn thất đáng kể về trang thiết bị và quân lực. Bộ Quốc phòng Anh đã báo cáo về điều vừa kể. Theo đó, cả quân đội Nga và Ukraine đều không đạt được những cái thành tựu đáng kể nào trong tuần vừa qua, bất chấp những tiến bộ trong việc. Vào cuối tháng 12 năm 2023, quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Mariinka. Song quân đội Nga không thể tận dụng những cái lợi thế này để tiến về phía tây tới Kurakhovy hoặc phía nam. Trong khi đó, làng Stepov vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và ngôi làng này đã tạo điều kiện tiếp cận tuyến đường tiếp tế tới Avdiivka. Theo cơ quan tình báo Anh cho biết, những cái nỗ lực của Nga nhằm cô lập thành phố Avdiivka khó có thể xảy ra ít nhất trong 7 ngày tới đây. Trong khi đó, thị trấn Stepov là một cái thị trấn nhỏ với 3 con phố và một vài ngôi nhà trên mỗi con đường. Các cái cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga vào đây kể từ tháng 10 cho tới nay, quân đội Nga đã thiệt hại ở đây ước chừng 50 phương tiện cơ giới, hơn 150 xe bọc thép đã bị bắn cháy, và ngày hôm qua quân đội Nga lại 8 lần tấn công vào thị trấn vừa kể, song kết quả vẫn bị đẩy lùi. Trong khi đó, giới quan sát cho biết các đơn vị lực lượng Wagner đã xuất hiện ở mặt trận này. Trong khi đó, thủ quân lục chiến của Ukraine vẫn tiếp tục chấn giữ đầu cầu ở thị trấn Krynki bên bờ đông sông Donetsk. Bất chấp những cái nỗ lực của Nga muốn đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi các vị trí phòng thủ, theo đánh giá của cơ quan tình báo Anh, nhiều khả năng Ukraine sẽ tiếp tục phòng thủ ở khu vực vừa kể trong suốt tuần tới đây. Trong khi đó, tư lệnh lục quân quân đội Ukraine tướng Syrky
nói về tình hình ở ngoài mặt trận. Theo đó, quân đội Ukraine đang trong cơ thế phòng thủ tích cực. Trong cái báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tư lệnh lục quân quân đội Ukraine cho hay một cái tình trạng phòng thủ tích cực và tập trung chấn giữ các vị trí dọc theo khu vực phía đông và phía nam của mặt trận dài ước chừng 1000 cây số. Theo Thượng tướng Oleksandr Syrsky, trong một cái cuộc phỏng vấn với Reuters cho biết, quân đội Ukraine đang thực hiện các cuộc phản công nhỏ khiến cho quân đội Nga luôn luôn trong cái tình trạng buộc phải cảnh giác. Trong khi đối phương, tức quân đội Nga, cố gắng giành lại thế chủ động, theo ông Syrsky cho biết, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi vẫn giữ vững các vị trí của mình. Điều đó sẽ khiến cho quân đội Nga kiệt sức bằng cách gây những tổn thất tối đa cho họ. Vẫn theo tư lệnh lục quân Syrsky cho hay, lực lượng quân đội Nga gần đây họ đang cố gắng giành những thế chủ động trước kỷ niệm 2 năm ngày Nga xâm lược toàn diện Ukraine. Họ tiến theo các cái hướng dọc theo mặt trận phía đông với một cái mục tiêu muốn giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các cái khu công nghiệp ở tỉnh Donbass, bất chấp những thiệt hại nặng nề về nhân lực và vũ khí. Đồng thời, tiến Syrsky cũng cho biết quân đội Nga đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía nam khu vực miền nam Kherson và tỉnh Zaporizhia. Và thưa quý vị, liên quan tới một cái thông tin theo Bloomberg đưa ra cho hay, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ ông Sullivan chuyển một cái thông điệp của Tổng thống Joe Biden tới Tổng thống Ukraine Zelensky tại hội nghị Davos đang tổ chức tại Thụy Sĩ. Theo đó, Tổng thống Joe Biden muốn rằng quân đội Ukraine chuyển từ tấn công sang phòng thủ tích cực. Phải chăng đó là những dấu hiệu Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ cho Nga hay không? Tuy nhiên, theo giới phân tích, Mỹ và NATO không muốn chiến tranh mở rộng, nhưng hy vọng lôi kéo được Nga say máu, tiếp tục tấn công vào Ukraine. Đó là những cái cách thức nhiều Nga muốn sâu vào cuộc chiến để tạo điều kiện cho quân đội Ukraine có thể tiêu diệt những cái phần quân chủ lực của Nga còn sót lại. Và điều đó làm cái đánh giá tích cực vào cái thời điểm nước Nga đang háo hức giành những cái chiến thắng trước cuộc bầu cử tới đây. Hơn nữa, giới chức Hoa Kỳ đề nghị việc như vậy trong cái điều kiện châu Âu đã bình tĩnh, để châu Âu thấy những cái nguy cơ đe dọa sát sườn của châu Âu, để buộc họ phải chủ động cung cấp vũ khí và hỗ trợ kinh tế cho Ukraine nhiều hơn, loại bỏ những tâm lý dựa dẫm vào Hoa Kỳ. Đồng thời, nếu quân đội Ukraine chỉ tập trung tấn công mà lực lượng chưa đầy đủ, đặc biệt chưa chiếm ưu thế kiểm soát toàn bộ bầu trời, thì điều đó sẽ làm tổn hại tới vũ khí được viện trợ, và điều đó sẽ làm cho tâm lý người dân châu Âu dễ chán nản. Trên tinh thần không để quân đội Nga rút lui và tổ chức phòng thủ, phải để cho quân đội Nga nỗ lực tấn công để tiếp tục tiêu diệt. Đó là một chiến thuật được coi là cái giải pháp duy nhất có thể tiêu diệt quân đội Nga với một số lượng lớn hơn. Trong khi đó, cũng tại diễn đàn Davos, Thụy Sĩ Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không nhượng bất kỳ một cái phần lãnh thổ nào của họ cho Nga trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình, cho dù rất nhiều các quốc gia muốn điều đó xảy ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kuleba của Ukraine tuyên bố, thậm chí nếu chúng tôi không còn vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng quốc sản. Trong tuyên bố yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phải nhanh chóng thông qua những cái thỏa thuận mới để tài trợ những cái sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine ông Dmytro Kuleba trả lời đối với đài truyền hình ABC News của Hoa Kỳ, ông này cho biết, việc cấp thêm viện trợ cho Ukraine sẽ có cái khả năng tránh một cái cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Liên bang Nga, trong đó quân đội Mỹ sẽ buộc phải can thiệp. Vẫn theo Kuleba cho hay, dù chi phí hỗ trợ cho Ukraine hiện nay là bao nhiêu, thì chi phí để dọn dẹp một cái tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu như chúng tôi thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều.
Đồng thời, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Ukraine không bao giờ nhượng bộ cho quân đội Nga. Ngay cả khi hết vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng sảnh. Theo giới phân tích, hiện nay Ukraine đang bị những áp lực bởi quan điểm cho rằng một ngày nào đó Ukraine buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky và nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine đã tuyên bố loại trừ bất kỳ một cái cuộc đàm phán nào đối với nước Nga cho đến khi Ukraine phải giành được mối thế mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trên chiến trường. Đồng thời, Ngoại trưởng Kuleba cho biết quân đội Nga trong thời gian qua họ đã rút ra được các bài học và hiện nay có những xu hướng quân đội của họ đồng hơn, được trang bị tốt hơn cho cuộc chiến. Nhưng quân đội Nga sẽ thất bại nhiều hơn trong năm nay. Và thú vị, những cái tuyên bố vừa kể và một cái chủ trương của Hoa Kỳ yêu cầu Ukraine chuyển về thế phòng thủ, lập tức Liên minh châu Âu đã triển khai kiểm toán toàn bộ hệ thống viện trợ an ninh cho Ukraine từ đầu cuộc chiến cho tới nay. Truyền thông Ukraine đưa tin Liên minh châu Âu đang tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng hệ thống vũ khí mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tài trợ cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến cho tới nay, trong một cái bối cảnh có những tuyên bố cho rằng một số quốc gia châu Âu đã giảm số lượng vũ khí hơn mức họ có thể có. Những cái thông tin vừa kể được nhật báo Financial Times. Theo đó, các nguồn tin cho nhật báo này biết một cái cuộc kiểm toán đang được cơ quan hành động đối ngoại châu Âu tiến hành. Theo đó, cơ quan này dự định trình bày một cái bản báo cáo đối với các quốc gia thành viên trước hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 tới đây. Trong báo cáo cho biết việc xác minh đã vấp phải những sự phản đối của một số quốc gia. Họ không sẵn lòng công bố những cái dữ liệu đầy đủ về số lượng tiền bạc cũng như phương tiện đã viện trợ cho Ukraine. Được biết, quyết định này được khởi động sau khi Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức yêu cầu đếm và so sánh nguồn cung cấp quân sự từ các cái quốc gia Liên minh châu Âu cho Ukraine, đặc biệt một số quốc gia chẳng hạn như Pháp và Ý, được cho là so với những cái cam kết quân sự của các quốc gia nhỏ hơn thì Pháp Ý cung cấp cho Ukraine ít hơn. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Đức đã đưa ra các lời chỉ trích như vừa kể. Theo Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, đây là một cái lời khiển trách đối với các cường quốc lớn khác của châu Âu. Đồng thời, Thủ tướng Đức đã kêu gọi công khai minh bạch hơn về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đồng thời, ông này cũng yêu cầu phải tăng lượng vũ khí viện trợ cho Ukraine gấp đôi gấp ba so với hiện nay. Do đó, Liên minh châu Âu đang nỗ lực mở rộng một cái quỹ hòa bình của châu Âu, một cái cơ sở chung tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tăng nguồn cung và chia sẻ những cái gánh nặng chi phí quân sự. Theo đó, quỹ hòa bình châu Âu sẽ được sử dụng cho việc đưa viện trợ các đợt tiếp theo cho Ukraine. Nếu không có quỹ này thì một số quốc gia thành viên họ sẽ không cung cấp bất kỳ những cái hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine. Trong cuộc kiểm toán diễn ra vào cái thời điểm cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đang cố gắng tìm kiếm các cái sự đồng thuận chính trị cho phép phê duyệt các gói viện trợ cho Ukraine với tổng trị giá khoảng 110 tỷ đô la trong thời gian tới đây. Và thưa quý vị, một cái bản tin cuối cùng liên quan tới cái việc trong những cái ngày vừa qua, tên lửa của Nga tấn công Ukraine lại bay qua không phận của Ba Lan. Đây là những cái hành động rất nguy hiểm. Theo chuyên gia quân sự Selenev giải thích lý do tại sao tên lửa của Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan, đó là một cái điều không phải ngẫu nhiên, mà mục đích của quân đội Nga muốn làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine trong các cái cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Hơn nữa, một trong các cái cuộc tấn công mới nhất, quân đội Nga đã cố tình sử dụng không phận Ba Lan để đánh lừa các hệ thống phòng không của Ukraine. Theo đó, các cái tên lửa Nga thực chất đã bay vào Ukraine từ phía tây thổ Ba Lan.
Theo đó, quân đội Nga sử dụng cái chiến thuật tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái nhằm gây ra một cái sự quá tải tối đa cho hệ thống phòng thủ bầu trời của Ukraine. Hơn nữa, không phải ngẫu nhiên mà một tên lửa của Nga cách đây 2 ngày đã bay vào lãnh thổ Ba Lan. Theo giới phân tích, rất có thể bằng cách vừa kể, quân đội Nga cố gắng đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraine và rốt cuộc những cái vụ việc này sẽ gây ra những cái bê bối quốc tế và đưa ra những cái phản ứng của NATO. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, vào cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã kêu gọi Liên bang Nga, một cái quốc gia có tên lửa bay vào không phận của Ba Lan trong cuộc không kích Ukraine, yêu cầu giải thích về cái vụ việc vừa kể. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu Liên bang Nga phải chấm dứt các cái hoạt động như vậy. Được biết, vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, trong cái cuộc tấn công tên lửa lớn của Liên bang Nga vào Ukraine, quân đội Ba Lan đã đặt trong cái tình trạng chiến đấu cao. Đặc biệt, máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan đã bay lên bầu trời và hệ thống phòng không mặt đất của Ba Lan cũng được kích hoạt để sẵn sàng. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.